sáng ngày 2 tháng 12 giờ địa phương, trong chương trình hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Equin, Na Uy và tập đoàn International Holding Company IHC UAE. IHC là doanh nghiệp đại chúng có trụ sở chính tại Abu Dhabi UAE với giá trị vốn hóa niêm yết hơn 250 tỷ USD. Đến nay, tập đoàn có hơn 480 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, công nghệ, năng lượng, công nghiệp, bán lẻ. Abu Dhabi Port Group là công ty con của IHC hoạt động trong lĩnh vực logistics, phát triển khu công nghiệp và khu thương mại tự do. Sirius International Holding là công ty con của IHC hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số, cung cấp giải pháp số và công nghệ thông tin. IHC đã đầu tư tại Việt Nam thông qua công ty TTEK Company, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ cho ngành hải quan và các giải pháp thanh toán số. Khẳng định Việt Nam là ưu tiên chiến lược hàng đầu, đại diện IHC cho biết đang tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, logistics, cùng với lĩnh vực chuyển đổi số, đô thị thông minh, khu phi thuế quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động kinh doanh có hiệu quả của tập đoàn UAE trong thời gian qua. Hai lĩnh vực quan tâm của tập đoàn này là hạ tầng và chuyển đổi số cũng là những ưu tiên lớn của Việt Nam. Với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, giữ vững môi trường ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư UAE nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài, bền vững. Thủ tướng đề nghị Abu Dhabi Port Group, với nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực quản trị hiện đại sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác đầu tư cụ thể trong những lĩnh vực hạ tầng. Ngoài ra, Sirius International Holding và các doanh nghiệp trong mạng lưới của IHC sẽ tham gia hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, NIC, nói riêng và mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số trong thời gian tới. Nhân dịp này, Abu Dhabi Port Group đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Sirius International Holding trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin Truyền thông. Equin là tập đoàn năng lượng lớn nhất của Na Uy, do nhà nước nắm đa số cổ phần. Lợi nhuận năm 2022 của Equin đạt 75 tỷ USD với 50 năm kinh nghiệm và công nghệ xây lắp các công trình ngoài khơi. Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, Equin là công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, nhất là điện gió ngoài khơi. Lãnh đạo Equin cho biết đã mở văn phòng tại Hà Nội và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam, tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh. Thủ tướng đề nghị Equin tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án đã có, hợp tác tốt với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan trong khảo sát, triển khai các dự án nguồn, truyền tải năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu. Phía Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.